Tương đương với tỷ lệ uống rượu bia, Việt Nam còn là một trong 15 nước có số người hút thuốc lá cao nhất trên thế giới. Theo điều tra của Bộ Y tế phối hợp với Đại học Y Dược Hà Nội và Tổng cục Thống kê thực hiện vào năm 2015, hiện có 45,3% nam giới, 1,1% nữ giới, tương đương 15,6 triệu người hiện đang hút thuốc lá thuốc Lào. 36,7% nam giới, 0,8% nữ giới, tương đương 12,6 triệu người đang hút thuốc lá điếu. Đó là những người trực tiếp hút thuốc lá. Ở Việt Nam, hiện 53,5% người không hút thuốc lá, tương đương 28,5 triệu người bị phơi nhiễm với khói thuốc lá tại gia đình. 36,8% người không hút thuốc lá, tương đương 5,9 triệu người làm việc tại các khu vực trong nhà có mái che và tường bao phơi nhiễm khói thuốc tại nơi làm việc. 18,5% người không hút thuốc, tương đương 1,4 triệu người phơi nhiễm khói thuốc lá trên các phương tiện giao thông công cộng. 16% người không hút thuốc, tương đương 2,8 triệu người phơi nhiễm khói thuốc lá tại trường học. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tử vong do các bệnh không lây nhiễm hiện đang chiếm tới 73% tổng số ca tử vong do bệnh tật và thương tích tại Việt Nam, trong đó sử dụng thuốc lá là một trong những nguyên nhân chính gây ra các bệnh không lây nhiễm. khói thuốc lá cũng được xác định là nguyên nhân gây bệnh ở những người không hút thuốc thường xuyên hít phải khói thuốc là vợ con sống chung trong gia đình với người hút thuốc làm việc thường xuyên trong môi trường có khói thuốc lá hút thuốc lá thì bây giờ hiện nay thì chúng ta vẫn có chương trình phòng chống ung thư do thuốc lá đấy thì người ta sợ nhất là nguy cơ ung thư phổi đấy thì nhưng mà không những là hút thuốc lá có thể ảnh hưởng đến làm tăng nguy cơ ung thư phổi mà còn làm tăng nguy cơ tăng huyết áp và với những người đã bị tăng huyết áp thì không nên hút thuốc lá và nó huyết áp nó tăng theo từng điếu thuốc lá